Ok, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Hoàng Đức TV nhé. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi khám phá chợ phiên xã Mường Dôn, huyện Quỳnh Nhai nhé các bạn nhé. Thì sáng nay mình cũng lại dậy sớm tiếp, đi từ lúc 3 rưỡi 4 giờ gì đấy, đi mất 2 tiếng đồng hồ thì mới đến nơi nhé các bạn nhé. Đi từ nhà mình ra đến đây thì chắc cũng phải rơi vào tầm khoảng độ 6-70 cây gì đấy, 6-70 cây gì đấy. Đường thì có chỗ thì đi cũng tốt nhưng mà có chỗ thì đi cũng hơi vất vả, cho nên là đi hơi tốn thời gian. Đi gần đến cái xã này thì sương mù các bạn ạ. Đi đến đây hơi lạnh, tay mình đang vuốt hết rồi này, lạnh hết tay rồi. Ở đây sương mù mù mịt luôn ấy. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá xem chợ ở đây có những gì nhé các bạn nhé. Mình cũng lần đầu tiên đi chợ cho nên là cũng chưa biết ở đây họ buôn bán ra làm sao. Rồi, chúng ta hãy cùng đi xem. Đây này các bạn nhìn này, ở đây sương mù ấy lắm, vẫn còn sương mù lắm, lạnh nữa. Nhưng mà bây giờ là giữa tháng 5 nhé các bạn nhé, mà có sương mù lạnh. Đây là mặt đường nhé các bạn nhé. Cái chợ thì sẽ đi vào trong kia. Chợ với cả đường cách nhau tầm khoảng độ 20m thôi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong kia xem. Đây là lối đi vào chợ này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong chợ nhé. Đường hơi bẩn một tí, lối vào hơi bẩn một tí. Chắc là chiều hay là tối ngày hôm qua hay đêm hôm qua thì đấy, ở đây có mưa. Đầu tiên toàn là cái gì, quần áo dậy rồi dao kéo. Chúng ta sẽ đi một vòng đã, xong tí nữa chúng ta sẽ đi chi tiết từng cái chỗ một. Bên ngoài thì sẽ là chợ quần áo, thì sau ở bên trong thì sẽ là chợ thịt các kiểu. Rồi ok. Lợn, thịt lợn bây giờ bán thế nào anh? Bán rẻ lắm, 200. 200 á? 200 mà bán rẻ á? Ba chỉ 170 à? À, như các bạn thấy thịt lợn này. Đây là lợn bản đấy à? Nguyên thế, bản. Thế có lợn rừng không đấy? Đây không là gì đấy, lợn dài lắm. Lợn rừng đấy á? Lợn nuôi chứ đâu phải lợn rừng phải không anh? Thả trên rừng mà. À thả trên rừng đấy thì chứ không phải lợn bắt ở trong rừng lợn ấy đâu gì. Mấy anh bắt, mấy anh bán thịt rất là vui. Ở
ông kia đi đâu mất rồi ta? Đây rồi, rau củ quả đây rồi. Mình chỉ thích đi xem chợ rau. Con vịt đông phết, chợ này đông lắm, không giống như chợ hôm qua mình đi. Chợ này có vẻ rộng hơn, tấp nập hơn. Chợ này đông lắm các bạn. Bây giờ chắc là còn sớm, bà con chưa đi nhiều lắm. Nhưng mà tí nữa thì chắc là sẽ đông hơn. Chợ họp đông rồi, vui rồi. Thank you.
tổng hợp nội tạng của con trâu bò, da bò, rồi gan ghiếc. Chợ cá này các bạn. Bên ngoài sẽ là rau cỏ. Này, ít tao sang xì đấy nè. Hả? À, có khương quá. Thấy hiệu mắc khai hả? Hai nếu bác sĩ mời túi xí. Túi xí bắt. Hả? Xí hiệu mới thế nữa. Gá cho em ấy. Gá cho em ấy. Cái khai dân nếu là kín ý. Xí là... Phán chẳng làm khổ cho nhỉ? Cho nhớ kín. Cái chuối này phải vào đúng mùa của nó thì mới lấy được cái lõi này của nó để cái này ăn cái lõi này. Đấy. Ngày trước mình cũng đã được ăn rồi, cái này nó ngọt ngọt. Mang về xào với thịt bò này hợp lý đấy. Của lạ. Gà con. Trứng, cái này trứng gà ta nhé các bạn nhé, măng, măng này măng đắng. Toàn rau sạch, rau ở trên rừng hết, kia là rau ngót rừng này. Rồi rau má các thứ, toàn đồ sạch nhé các bạn nhé. Nhìn mà thấy thèm. Bố má đi nó đi anh đi khai phát bản phá à phát ba phát em quá phát bản phá đây không làm phá cỏ cái toàn rau ở trên rừng như các bạn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây giỏ nhé các bạn nhé. Đây ông đi bán giỏ. Thầy khẳng muống khá nữa đấy ai thảo. Muống yên. Hả? Muống yên mời khẳng khá nữa đấy, khá kỳ bắn đấy. À, hà xí bắn quá. Đi cần đâu đó quấy em ăn y tế sao hà bắn y là ăn xuống y là thế mò. À. Sao ít, sao sống hình. Thầy má cái tướng chào má khay khai này ăn đây ở đâu? Khai này ăn nưng. Chúng hót khay đó. Chúng hót khay đó có. Hót khay. Nhang ở đâu? Ờ nhang ở. À giúp có phung huyết cơ. À. Cân lúc hàn má hi mét kỳ cây đấy. À. Hố cây đấy. Bồ hố cây nhang ở la. Ừ. Bồ. Ăn má thì kỳ chơi đấy cân. Má sống chưa con ăn. Ờ má té à. Tướng té hà chưa? Má hà chưa? Cân cầm bó lu bó làn má sống đấy. Bây giúp cơ hà nội hà giang và chẳng có thế mết xin chào con thầu có nhà học xin chứ bà nếu đấy nó hay không là chứ nhang phải hơn mà ồ ngài đấy nó láo xích chưa chứ hột hơn rồi còn khá là hít đấy nó khá là màn đấy ai thầu đấy. Đây ông phải đi bộ nhé các bạn nhé, phải đi bộ 6 km, phải dậy từ lúc 5 giờ sáng để đi. Đấy. Ai mà gặp ông thì nhớ mua ủng hộ ông nhé. Đi mất 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Đây nhé các bạn nhé, đây mình đang đứng ở trên cao một tí thì đây sẽ là đứng ở đây sẽ nhìn thấy toàn cảnh khu chợ ở đây. Các bạn nào, những bạn nào ở Mường Rôn thì nhớ chia sẻ vùng quê của mình nhé, chia sẻ mạnh lên, chia sẻ lên để cho mọi người cùng biết đến quê hương của mình và chợ chỗ mình đang ở như thế nào.